để chờ và chào đón các bác đến với GK của chúng em, để chúng em tư vấn và lên những cấu hình combo karaoke cho các bác nhé. Em sẽ tiếp tục tăng volume để chút nữa em đi vào test thêm một đôi JBL LS115. Test xong cho anh Trường thì em còn một bộ combo trị giá hơn 16 triệu cơ. Thì mời các bác đón chờ nhé. Chờ em một chút xíu thôi. Và chúng em có khuyến mại một bộ mic dây cao cấp của thương hiệu Suku. Đấy, các bác chờ em một chút xíu nhé. Em đi vào ghép. Và hàng ngày vào 19 giờ hàng ngày thì bên GK chúng em sẽ tổ chức những buổi live stream trò chuyện trực tiếp với các bác khách hàng để chúng ta cùng thảo luận những chiếc âm thanh các bác nhé. Các bác hãy đón chờ những giờ vàng của chúng em để chúng em có những sản phẩm giới thiệu và quảng bá cho các bác. Các bác thông cảm thao tác hơi lâu bởi vì dây jack của chúng em không có chuẩn bị được những cái đầu nối. Trước khi chúng ta đến trải nghiệm về cái chất lượng bộ combo thì em cũng xin nêu tên với bác vợ chồng anh khách hàng có đến bên showroom chúng em lúc trưa và đặt cho mình một bộ combo nghe nhạc cũng như hát karaoke về tặng cho bố nhà mình ở quê. Thì anh khách hàng bên chúng em tên là anh Hòa ở Ninh Bình nhé. Anh có đặt một bộ combo của chúng em tổng giá trị combo này lên đến 16.600.000 đồng. Thì vì cái lý do anh chị quá nhiệt tình và đến tận showroom chúng em thì chúng em có làm quà cho anh chị là 600.000 đồng. Và chúng em sẽ tính tròn 16 triệu đồng chẵn cho bộ combo gồm các thiết bị như là, đầu tiên em phải nói đến một đôi loa JBL LS115 sở hữu bass 40 như em đang trình bày trước màn hình ống kính máy quay đây. Và tiếp đến thì em có ghép cùng đó đưa vào combo, đó là một chiếc đẩy mang thương hiệu JBL model là PA500 và dùng một con vang KM8FX và một chiếc nâng tiếng CB600. Và tổng giá trị của sản phẩm em đọc nhé, đôi loa JBL LS115 sẽ có giá là 7.500.000 đồng và chiếc vang KM8FX sẽ có giá là 2.850.000 đồng và chiếc đẩy PA500 mang thương hiệu JBL sẽ có giá là 4.500.000 đồng, dòng đẩy 2 kênh mới về bên chúng em. Và một chiếc nâng tiếng CB600 có giá là 1.750.000 đồng. Và tổng giá trị của bộ combo này sẽ là 16.600.000 đồng. Chúng em sẽ làm quà cho anh chị 600.000 đồng. Vậy còn lại có số tiền đó là 16 triệu chẵn nhá. Thì anh chị có đặt cọc cho bên chúng em đó là 2.500.000 đồng để giữ lại hàng. Hôm nay anh em chúng em test và đóng hàng để gửi xe cho anh chị, ngày mai anh chị sẽ nhận được.
Và bộ combo như thế này thì bên chúng em sẽ tặng kèm cho anh chị một chiếc mic dây cao cấp mang thương hiệu Supu nhé, hoặc là một thương hiệu nào đó cũng ngang tầm về chất lượng, về giá cả sẽ rất là ưu đãi. Nếu bộ combo này các bác mua ở những đơn vị khác thì chắc chắn là sẽ không có được những cái giá ưu đãi như bên chúng em được. Thôi đến với Gita chúng em thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá thành nhé. Bây giờ em sẽ đến để tăng volume lên để chúng ta nghe cùng trải nghiệm cái bộ combo này có gì mà lại làm say đắm lòng người như vậy, lại thuyết phục được anh chị khách hàng cặp vợ chồng rất là trẻ tuổi. Như vậy cũng đã đủ cái thời lượng để chúng ta thẩm định cái chất lượng rồi. Bây giờ em sẽ xin phép được dừng video bởi vì tầm giờ này cũng khá là muộn rồi. Cũng so với buổi chiều là đầu giờ chiều là khá là muộn, sẽ 2:30 rồi. Chúng em sẽ phải dừng video để đóng hàng. Để đóng hàng tất cả những cái sản phẩm mà em vừa test, cũng như những cái sản phẩm mặt hàng mà em test buổi sáng nữa. Để tập trung cùng anh em nhân viên đóng hàng để gửi hàng đi cho các bác kịp trong ngày hôm nay nhé. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.